아, 근데 뭐저 부추그리가 나전 어떻게 알았어. 중 đồng à, rọc đồ sao anh tháng nay bận đồ gì kỳ vậy, thấy người ta bận đồ không? À, quần kéo hơi cao. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó ca bóp rồi nó u bóp rồi bê bóp rồi muốn bóp tùm lum hết trơn ấy, còn mình là cứ Việt Nam thôi. Đón xem tập 3 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7.